Phải nói khi nghe bác sĩ Nguyễn Thế Hà chia sẻ xong, chúng ta thấy được một cái hậu quả hết sức là khôn lường khi mà chúng ta chủ quan với căn bệnh này. Vậy thì một cái phương pháp nào chúng ta có thể ngăn ngừa từ những cái người bị viêm phần phụ cấp tính sang mãn tính không ạ? Cái biện pháp mà đầu tiên để mà làm giảm cái tỷ lệ viêm phần phụ mãn tính từ cấp tính thì đấy là phải làm sao khi có những cái dấu hiệu bất thường, thí dụ như ra huyết trắng bất thường, đau bụng bất thường, ra kinh bất thường, đấy là phải đi khám ngay ở các bác sĩ chuyên khoa để có được cái chẩn đoán xác định là mình bị bệnh gì. Thế và khi mà đã chẩn đoán xác định rồi là viêm phần phụ thì phải bắt buộc người bệnh phải tuân thủ theo cái hướng dẫn, cái liệu trình của bác sĩ cho, chứ đừng nghĩ là uống 2 ngày thuốc thôi khỏe rồi, uống chi nữa, thêm tiền. Thà uống 5 ngày thuốc tốn tiền 5 ngày còn hơn là tốn tiền 50 ngày. Dạ, bác sĩ vừa chia sẻ việc điều trị ở bệnh cấp tính thôi, vậy thì chúng ta có phương pháp điều trị ở cái cấp mãn tính không ạ? Khi mà điều trị cấp tính á, phải dùng cái kháng sinh rất là mạnh, kéo dài thì cái cơ thể của mình sẽ phải chịu một cái mà mọi người hay dùng đó, tức là cái tác dụng phụ của thuốc Tây. Có thể cái tác dụng phụ đó là anh không ăn được, đau bụng, đấy, rồi có khi anh tiêu chảy, và đặc biệt đối với phụ nữ thì nó gây một cái rối loạn cái khuẩn ở cái đường âm đạo. Cho nên thì nếu mà phải điều trị một cái đợt kháng sinh mạnh và kéo dài thì mình nên hỗ trợ bằng một cái sản phẩm có nó giúp cái cân bằng độ pH âm đạo và làm cho tăng cái sức đề kháng của cơ thể. Thí dụ như mình có thể dùng thêm cái nữ vương niêu thì từ 1 đến 2 tháng trong cái đợt điều trị cấp tính, ngày 9 viên chia làm 3 lần. Và sau hết cái đợt cấp tính đó, không phải là mãn tính mà mình tiếp tục điều trị thêm 1 tháng nữa mà liều giảm xuống còn có 4 viên thôi, sáng 2 viên, chiều 2 viên, để tránh cái tình trạng bệnh từ cấp tính sang mãn tính. Dạ. Để điều trị triệt để cái viêm phần phụ mãn tính á thì chúng ta cần tuân thủ theo cái điều gì của bác sĩ, và cái mấu chốt giải quyết ở đây là vấn đề gì ạ? Xin nhắc lại, đấy là mình khi có cái bất thường trong cơ thể thì mình nên đi khám và điều trị đúng theo hướng dẫn của bác sĩ chuyên khoa. Và khi mà mình được chẩn đoán là viêm phần phụ cấp tính thì mình phải điều trị đúng theo cái phác đồ. Đấy. Và nếu được thì mình nên kết hợp với lại cái đơn thuốc Tây của bác sĩ đó. Tại vì cái điều trị viêm phần phụ thường là kháng sinh, đường uống, thậm chí đường chích, và có thêm nữa là cái đường đặc âm đạo. Thế thì mình nên bổ sung thêm bằng cái sản phẩm nữ vương niêu từ 3 đến 6 tháng với cái liều là 9 viên chia ra làm 3 lần trong ngày. Thế và mình dùng liên tiếp trong 2 tháng đầu. Thế và rồi sau đó mình duy trì các cái tháng sau là 4 viên thôi, mà sáng 2 viên, chiều 2 viên. Và cái thứ hai nữa là mình nên dùng các cái loại dung dịch vệ sinh phụ nữ để hỗ trợ cái điều trị toàn thân, đừng có viêm nhiễm ở dưới. Thí dụ như mình có thể dùng cái nữ vương gel này cũng được, vì cái này nó có cái tác dụng kháng khuẩn rất là mạnh, và nhất là trong thời gian mình đang điều trị.